Không chỉ bị đe dọa đến an toàn tính mạng, mà trẻ em ở chung cư còn phải đối mặt với những kẻ biến thái. Mới đây lại xảy ra thêm một vụ sàm sỡ trong thang máy. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là em Trần Thái Ninh, 16 tuổi. Theo hình ảnh chiết xuất từ camera trong thang máy cho thấy, thì một người đàn ông lạ mặt đã có hành động sàm sỡ và sờ ti em Ninh. Mặc dù em đã phản ứng rất quyết liệt, bước đầu cơ quan công an xác định người đàn ông trong clip trên chính là Phùng Thanh Độ, 30 tuổi. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.